Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi, đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc. Hôm nay tôi lại tiếp tục làm công việc thường nhật của mình, chia sẻ cùng các bạn cho vui các bạn ha. Trước mặt của các bạn là cái mấy cây sam này các bạn. Cái sam này tôi trồng cái tuy bận biểu công việc đó các bạn, cái tôi bỏ vô gốc. Cái hôm nay lên tùm lum tùm la như thế này đây, các bạn thấy không? Lên quá trời quá đất luôn rồi. Mà thiệt tình mà khi mà mình trồng á các bạn, tôi nhiều lúc cái ý nghĩ của mình, ý tưởng của mình để mình tạo nên một cái tác phẩm á, cái mình nó bị đuối ý tưởng á, cái tôi để cho nó lên tự nhiên à. Lên tự nhiên cái hôm nào mà hanh thông chút xíu cái tôi là môi nó ra tôi xử nó, tôi làm lại. Thì hôm nay tôi quyết định tôi nhổ cái này lên tôi làm lại. Cây này các bạn thấy không? Cũng trồng một lượt nè, cũng là chị em nhà nó trồng một đợt á, mà cái cây này mà không biết làm sao mình lại chế tác những cái cây này đạt được những cái kiểu dáng mà mình cảm thấy mình rất là hài lòng. Còn dưới cây này tôi cũng không biết làm sao các bạn, mỗi lần cầm nó lên là tôi không biết làm cái gì. Thật ra thì hôm lúc đầu á thì tôi cũng tính làm cho nó cái kiểu dáng mà song long á, song long mà tôi thấy nó cũng không có gì nó bất ổn, là tính là cái dáng phu thê tôi thấy cũng không xong. Cái dáng này không biết là dáng con gì hay là hai con trụng đẻ nhau tôi cũng không biết nữa các bạn. Thôi giờ xử lý nha. Giới thiệu sơ qua cái dòng cây này. Đây là cái cây sam. Cái sam này là cái dòng sam núi. Sam núi này nó có gốc gác từ cái miền Trung Nam Bộ các bạn. Ngày xưa ai chơi bắt cái quỷ này, giờ họ chơi nhiều. Sam này thì nó có hai loại, cũng một loại sam thôi nhưng mà nó có một cái dòng sam bông và sam trái. Cây sam trái á, sam trái thì nó vừa có trái vừa có bông, xong nó đậu trái trên cái cây luôn. Còn ngược lại cái sam bông thì nó chỉ có bông nó không có trái, nó như vậy thôi. Và đồng thời khi mà các bạn mà muốn mà biết rõ được cái cây sam này nó là sam bông hay sam trái thì để tôi cho các bạn xem cận cảnh các bạn ha. Ở nhà tôi thì mình đã chơi thì mình chơi toàn sam trái không, mình không có chơi sam bông. Chơi cái sam trái cho nhiều lúc nó có bông nó cũng đẹp, mà khi mà nó có trái thì nó có trái cũng hay. Bây giờ tôi cho các bạn xem cận cảnh. Đưa cục gạch đi không? Hay đưa các bạn tay tôi đi. Các bạn thấy không? Đây là các bạn. Bạn nhìn thấy không? Nè. Khi nó vẫn có một cái vòi, vẫn có một cái chùm như thế này. Nhưng mà trái nó đi tia các bạn thấy không? Trái nó nhỏ à. Rồi ngay cái đầu trái của nó có nứt ra một cái hoa, cái kiểu như là cái cây này là cây đơn tính mà. Ok, lưỡng tính nó vừa có cái trái nè, nó vừa thụ phấn luôn, nó thành cái trái. Còn cái cây mà đơn tính á, cây đơn tính thì nó cũng có một cái vòi như vậy nhưng mà nó có một cái bông đực không à. Bông đực nó có cái bông đực thì các bạn biết rồi, dài thằng lòn là nó dài nó tua từng bông này chứ vậy thôi. Thế thôi, cây dễ trồng. Bây giờ mình sẽ dỡ cái này lên. Nhân giống thì dễ à. Tôi hôm vừa rồi tôi nhân giống bằng cách dâm cạnh. Không biết ngoài thiên nhiên nó lên bằng gì chứ ngoài thiên nhiên chắc nó rụng hộp, hay tại nó có trái năng được. Xong là tôi dâm cành mà hầu như tỷ lệ dâm cành sống không cao. Bữa nào tôi làm đã cách dâm cành thử coi, dâm cành chỗ là tôi coi làm sao. Chứ tôi dâm cành cái nó cũng lên nè các bạn thấy không. Khi mà nó lên rồi tôi cũng không biết làm kiểu gì cho nó ưng ý. Rồi tôi cứ để lên vậy, để lên không có mẹo quẹo vậy. Cái đặc tính của cây này nó vậy các bạn, không có mẹo quẹo rồi. Thôi giờ nói dâm nó dài nhiều quá, thôi giờ tôi dỡ cây lên cho các bạn xem ha. Rồi tôi sẽ dỡ cây này ra. Dỡ ra tôi chế tác thử coi hôm nay hy vọng rằng mình sẽ tạo được em này cái dáng như ý. Cây này lâu lắm rồi không có nhổ lên, trồng vô cái chậu này á. Khi mà trồng vô những cái chậu mà cái miệng túm túm như vậy ha, các bạn là lưu ý ha, có những cái loại cây mà cái rễ nó khó lấy ra thì mình không nên trồng trong cái chậu này. Còn những cái cây nào mà cái rễ nó dễ lấy ra thì các bạn có thể trồng vô đây, không cần thiết thì lấy ra. Như hôm nay tôi lấy ra nè, các bạn biết cái này gì không? Các bạn biết gì không? Cái này lợi hại lắm các bạn. Đây là các bạn biết không, những ông nào mà đi lính chắc lẽ nhìn cái này biết. Đây là một kỷ vật của một chú em biếu cho tôi. Chú ở cho ngày xưa cái thời kỳ mà chiến tranh Campuchia đó. Cái này là cái cây này nó nằm trong cái mũi súng, mũi lê các bạn. Súng có mũi lê, súng ngày xưa súng như tôi cũng không rành về cái vũ khí của quân đội đó, như là cái súng của tiệp hay gì, nó có cái lưỡi lê trên đây trên cái đầu súng á. Rồi khi mà ra quân rồi thì ổng xin lại cái mũi lê thôi, tại cái súng đâu ai cho. Thế là về ổng chế tác thành con dao, ổng làm kỷ niệm và ổng biếu cho tôi các bạn thấy không. Không biết nó bằng cái chắc gì mà nó cứng lắm các bạn, cứng lắm nha. Cái này là ra quân trường hết sảy luôn mà hầu ổng cho tôi cái tôi ớt ớt tôi ghê cha đội.
hay cây súng này, ổ cây cây lý lê này ông có sử dụng chưa mà ông cho tôi? Nói không đâu, tại vì ông này thì ông cái kiểu như ông làm ở trong cái nơi mà huấn luyện tân binh á, chứ thành ra là những cây súng này dùng cho huấn luyện tân binh chứ không có ra chiến trường. Nhưng mà mình có biết là trước đó nó ra cái chiến trường hay không thì mình cũng đâu có biết được, nhưng mà thôi kệ, ai cho mình nó là một kỷ vật để mình giữ lại, để mình giữ lại làm kỷ niệm, và đồng thời nó cũng tiện dụng các bạn ha. Nè các bạn thấy không, nè súng sát thương rất cây lê thì sát thương rất là ghê gớm nè. Nó có cái rãnh này các bạn thấy nè, rãnh là khi mà họ đâm vô đối phương thì nó máu nó sẽ chảy theo cái rãnh này, nó làm cho người ta mất máu. Nói chuyện ghê quá các bạn ha. Đó như vậy tôi thì cái thời kỳ của tôi mà cái thời kỳ mà 6X đề đầu, nói chung là thật cái thời kỳ 6X á, những cái tầm đó, cái năm đó là năm coi năm chiến tranh Campuchia, như bắt đầu chiến tranh Campuchia năm 78-79 gì đó. Lúc đó tôi cũng ngấp nghé cái tuổi đi nghĩa vụ rồi. Thì cái thời kỳ đó thì cái thời kỳ các bạn biết là sau giải phóng là nó khó khăn, ăn uống đói lên đói xuống, đói xanh mắt luôn. Rồi đáng vậy còn chiến tranh biên giới nữa. Cái khu vực nhà tôi các bạn biết là gần cửa khẩu Tây Ninh, gần cái chỗ biên giới Tây Ninh có 100 cây số thôi. Là thời kỳ đó là cái dân trên Tây Ninh nó những người quen họ đổ xô rồi về đây họ lánh nạn rất là nhiều sợ đúng không các bạn. Rồi lúc đó người ta thường nói là cái mỗi người đều nó có một cái cơ duyên, nếu mà bạn muốn tránh thì cũng không khỏi, mà bạn có nếu mà có duyên thì bạn né cũng không xong, còn bạn mà bạn thành ra là cái gì cũng vậy duyên số. Thì tôi cái thời kỳ đó là tôi là không có đi lính các bạn. Năm đó tôi 17 tuổi thì lúc đó tôi xin vô học trong một cái trường dạy nghề, ở trên Bình Dương á. Ngày xưa thì nó kêu mà sông bé học nó. Thì các bạn biết là sau giải phóng mà ai mà vô được những cái trường dạy nghề đó nói chung là cũng có số má lắm á, bởi vì trường đó là một trường nội trú, hoàn toàn nội trú, xong mà vừa ăn vừa học, xong người ta đào tạo mình có một cái nghề, và đồng thời mình chuyển cái hộ khẩu vô đó luôn, vô đó là bất khả xâm phạm, là những thanh niên mà vô trong những cái trường dạy nghề như thế là không phải ra chiến trường. Thế là tôi học ở trong trường đó, học trong trường đó sau thời gian là tôi cũng ra trường, mà ra trường là chiến tranh cũng còn ác liệt lắm các bạn. Như là Campuchia không biết nó kết thúc năm 80 mấy thì tôi không rõ lắm, nhưng mà cũng khá lâu các bạn ha. Rồi thế là không thì ra ngoài rồi tôi cũng mình học ở trong cái trường đó thì họ sẽ ngày xưa thì nó bao tiêu không phải như bây giờ các bạn mà đi học nghề á, học nghề là một chuyện còn kiếm việc làm là một chuyện khác. Ngày xưa là học bao nhiêu là bảo đảm 100% là học sinh học ở trong trường dạy nghề của nhà nước đào tạo chính quy ra là có việc làm hết, thì họ sẽ phân bổ về địa phương. Ví dụ như bạn ở miền Bắc thì họ chỉ miền Bắc chuyển trả về Bắc, hoặc miền Trung họ trả về miền Trung. Và tôi học ở Sông Bé thì họ trả về thành phố Hồ Chí Minh, tôi làm trong một cái ngành cơ xưởng đường sắt. Ngày xưa đường sắt là cái nghề đó cũng là khá là nóng bỏng mà, cột xương sống của quốc gia, kinh tế quốc gia mà. Thành ra tôi cũng được miễn giảm mà không có đi ra chiến trường cũng như là mấy bạn khác. Rồi thời cuộc là đẩy đưa rồi tôi không đi ra chiến trường. Nhưng mà các bạn thời kỳ đó các bạn biết không, thanh niên á, một số thanh niên có tiền thì họ đi vượt biên, họ đi vượt biển. Còn một số thanh niên mà có tiến bộ chút xíu, thích nghi với cái thời cuộc xã hội chủ nghĩa thì họ lại được cử đi lao động hợp tác như mấy nước xã hội chủ nghĩa. Thì tôi cũng nằm trong cái đoàn người không phải đi di tản, không phải đi vượt biên, mà tôi lên máy bay thì tôi lại bay sang Đông Âu, tôi làm việc bên đó, học tập đi làm bên đó. Thì mình học đó mấy năm, đó gọi là cái cơ duyên các bạn. Có muốn cũng không được, mà tới chừng cái gì nó đưa đẩy rồi. Cái xong rồi, thì qua đó thời gian là tôi lại nhớ vợ thương con, thèm được chó. Thế là quay trở về Việt Nam, tôi không ở lại. Có một số bạn thì qua Đức, kiểu như bức tường Berlin năm 1991 á, sụp đổ á, 90 bức tường Berlin sụp đổ rồi. Thì có một số các bạn mà thế hệ của tôi á, đi lao động ở Đông Âu á, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, thì họ đổ xô, họ xin tị nạn qua bên Đức, Đông Đức. Thì từ Đông Đức họ mới qua Tây Đức, tại Đông Đức, Tây Đức nó thống nhất rồi. Tôi quay về Việt Nam, thế là tung tăng, túc tắc, rồi sống tới bây giờ. Nhờ vậy thì tôi mới có cơ duyên
để mà tôi làm clip và tôi chia sẻ cùng các bạn. Các bạn có biết được tôi ha, chứ nếu mà tôi ở bên Đức, luôn thì các bạn đâu có biết tôi. Hoặc là tôi mà đi chiến trường Campuchia biết đâu bị cắp ruồi mẹ rồi. Campuchia ghê, hồi đó bên boss mà sợ lắm đó, nó như vậy. Bởi vậy tôi nói cái gì cũng như vậy các bạn, nó cũng là một cái cơ duyên ha. Mình có muốn cũng không được, cái số phận nó đưa đẩy đẩy đưa. Bởi vậy số phận đưa đẩy, ai đưa là tôi đẩy, không? Đây. Ai đưa là tôi đẩy, ai đẩy thì tôi đưa. Rồi các bạn, bây giờ tôi sẽ tỉa lại. Giờ tôi tỉa gọn lại, các bạn thấy không? Bộ rễ mà nó cũng không nhiều. Cây này để cám, thành ra các bạn có thể trồng thoải mái vô trong mấy cái chậu nhá, vô trong mấy cái bình nhỏ nhỏ như thế này. Sau thời gian mình không thích thì mình dỡ lên. Bây giờ tôi sẽ tháo cây này ra thử coi nó làm sao ha. Tôi tháo cây ra coi nó làm sao. Giờ thoáng lại cái thế già ngày xưa, cái thời thanh niên, các bạn biết thời thanh niên bay nhảy mà. Tôi lập gia đình sớm đó mấy ông ơi. Hồi đó tôi lập gia đình, tôi mới có 22 tuổi là tôi lập gia đình rồi. Xong rồi thời kỳ khó khăn như vậy đó chứ, không biết sao sung dữ trời. Ăn cơm mà toàn ăn độm với bo bo, ăn độm với khoai mì mà sung dữ. Chắc có lẽ do cái khoai mì nó sung, bo bo nó sung hay sao. Bởi vậy mấy thằng Tây nó ăn bo bo, ăn lúa mì nó sung, chắc có lẽ vậy ha. Bạn nào cảm thấy không sung thì ăn thử coi. Không sung thì các bạn mua lúa mì về, các bạn trộn chung với nấu chung với cơm, các bạn ăn thử coi biết đâu bị sung sao. Hồi đó thời kỳ khó khăn á, nhưng mà cái thời tuổi trẻ mà ai cũng có một cái thời tuổi trẻ, khi mà thời kỳ đó nó vui lắm các bạn. Thấy hồi đi thanh niên xung phong á vui lắm. Hồi đó cái thời kỳ thanh niên xung phong thì tôi lại chưa đủ tuổi, tại vì tôi đi học nghề năm tôi 17 tuổi, tôi đi học nghề rồi, tôi thoát ly rồi, nghe từ thoát ly ghê hết, nhưng mà thoát ly thiệt. Tại vì mình đi học bán trú mà, ủa quên, học nội trú mà các bạn biết mình vừa cứ khoảng đói lắm, học cũng đói kém lắm, chưa mỗi một tuần, khi tuần hai tuần đi xe đạp lọc cọc về nhà, cái bà già bà mới viện trợ thêm cái tiền là viện trợ thêm đồ ăn á, đồ ăn có đứa thì bà già bà cho thêm gạo, tại vì khi mà tối các bạn đói bụng quá đó, thanh niên mà có tuổi ăn là ăn đâu có đủ. Xong rồi tối á cái nấu cơm thêm ăn, hoặc là mua khoai lang khoai mì gì á luộc thêm ăn. Các bạn biết một phần cơm bằng cơm là sáu người ăn thì nó bỏ vô trong một cái khay, trong một cái chậu kêu bằng gì ta, cái thao vậy nè. Bắt đầu mới tụi tôi mới ém cái thao đó chia làm 6 phần. Mà mình chia, mình làm sao mình chia đều được. Cứ thế là 6 thằng ngồi trong cái bàn rồi xây cái thao cơm á. Thao cơm đã chia làm 6 như cái bánh rồi. Rồi xây, nhưng mà tại có phần lớn phần nhỏ thì cứ xây. Xây một cái nó dừng lại thì nó qua phần đứa nào đứa đó lấy, ít nhiều phải chịu như vậy đó. Hồi xưa các bạn biết không? Rồi sáng sớm thì ăn chén cơm đi học. Cơm thì họ cho mình ăn cơm với họ. Họ chút xíu cái mùi gọi là mùi nước mắm á, cái mùi cá ương cho nó có mùi thôi. Rồi xong rồi bỏ màu vô rồi làm muối vậy pha ăn vậy đó, thời kỳ đó các bạn thấy. Vậy mà vui lắm nha, đó vui lắm. Nam thanh nữ tú cũng dập dìu, ban ngày đi học. Rồi ngày cuối tuần chiều tối thì rủ nhau đi ăn chè. Cái thời ngày xưa đâu phải mà sang trọng như giờ, đụng vô cái là kéo nhau đâu có nhậu đâu, tiền đâu mà nhậu. Hồi xưa là chỉ đi ăn chè thôi, dắt gái đi ăn chè, chở lên cái xe đạp á. Rồi xe đạp ơi á. Giờ nhớ là kỷ niệm xưa, là tôi hả, sáng rồi chiều bữa nào xách xe đạp chạy vòng, nó nhớ là kỷ niệm ngày xưa. Hoài cổ ha. Trời đất ơi, là gì mà người gieo đây giữ tặng. Tôi vừa làm tôi vừa tán dốc với mấy bạn, là coi chừng thôi, cái cây này gãy mẹ nhánh hết rồi. Thôi tập trung vô đi, tán dốc. Tán dốc với mấy bạn ha. Bởi vậy mỗi một cái thế hệ đó các bạn, mỗi một cái thế hệ thì nó có một cái kiểu sống nó khác nhau. Cái chết mẹ, một xíu nữa vô chân rồi, nó khác nhau. Giờ mấy ông già mà cứ ngồi lại cái là ôn lại mấy cái kỷ niệm ngày xưa đó, kỷ niệm ngày xưa
tháo dây kẽm ra. Không biết tôi nghĩ sao tôi quấn dây kẽm dữ, không biết nữa. Nghĩ sao mà dây kẽm, tôi quấn dây kẽm giờ nó mòn quá trời luôn, như cái rừng ở trong đây nè. Làm như vậy, quá trời dây kẽm luôn. Quá trời dây kẽm. Giờ tuổi trẻ bây giờ sớm nói chung là được cha mẹ do cái thế hệ của tụi mình, thế hệ mà tầm 6S, 6X, thì khi ngày xưa người ta sống khổ, mà bây giờ khi mà người ta có con cái, người ta không muốn con cái họ khổ, bởi vì họ đầu tư cho con học, ăn học rất là thoải mái, mà nỗi khổ bây giờ các bạn biết không, nó ăn học rồi nó sướng quá đó, rồi nó đâm nó tệ, tối ngày nó cứ ôm cái điện thoại không à, nói điện thoại mới nhớ. Mê thằng ghiền, cả già như mình còn ghiền, nói chuyện nít, ghiền tối ngày. Nhiều lúc đứa nó ăn cơm nó ôm điện thoại, ôm điện thoại tò tò như rồi. Lúc nào cũng ôm điện thoại không. Mấy đứa nhỏ giờ 1-2 tuổi á, nó không chịu ăn cơm, cái lấy điện thoại ra dụ nó, cái năng liền, bởi vậy, ôm vậy. Đấy giờ tôi tạm thời tôi tỉa cho tôi rong nhánh này cho nó gọn lại cái này ha. Nhâm nhánh cho nó gọn lại cái để tôi trồng vô, xong rồi tôi tìm cách tôi... hôm nào mà có cái tư duy mình nó sáng sủa chút xíu rồi tôi sẽ chế tác thành cái kiểu khác. Cây này tôi cũng không biết làm kiểu gì mấy ông ơi, để nó lên nó rậm rịch quá. Dây kẽm mà đó mắc ong mắc cha rồi mà quấn dây kẽm vô đây làm chi dữ không biết nữa, tôi cũng không biết nữa à, giờ nó như vậy á, không biết làm sao nó thiệt tình nói trời, giờ biết làm sao giờ cắt này hay cắt vô tay nữa đó à. Thật ra cái thời kỳ của tôi á, cái thời kỳ của các bạn là nằm trong cái thời kỳ khoảng 6X á, cái thời kỳ nó đầy sóng gió, nó không có bình yên như giờ, tại thời kỳ đó nó giao thời giữa hai cuộc chiến mà. Kể như mình cái tâm sinh lý mình nó cũng không được ổn định đó các bạn. Tại vì như tôi là tôi sống ở Việt Nam thì tôi đã qua hai cái chế độ á. Chế độ nó có cái sự nó khác biệt nó rõ rệt. Lúc đó thì nó cái mình cái nhân cách, cái hình thành của mình nó không có thuần nét cũng như là các bạn ở vùng phía Bắc. Các bạn ở vùng phía Bắc thì các bạn quen rồi, ở trong miền Nam thì họ chưa quen. Nhưng mà sau thời gian thì họ có quen dần. Các bạn biết cái thời kỳ đó là ai mà có tiền thì họ lại tìm cách họ vượt biên. Còn bạn nào, cái gia đình nào mà khó khăn á, thì họ đi con đường khác. Thậm chí thì có một số gia đình thì được hưởng cái chính sách của nhà nước, họ cho đi dùng kinh tế mới đó các bạn. Cũng có luôn, đi nói chung là nhiều lắm cái thời kỳ đó. Có số bạn mà đi thanh niên xung phong, từ Campuchia căng ha, tôi không có đi lính à. Để tôi tháo cây này ra coi, tôi không biết tôi làm cái kiểu gì đây. Mấy có mấy ông bạn ủng hộ nói nó phu ơi bây giờ cứ vui vẻ là chính, cứ làm clip anh em mình thắng ngẫu rồi cho nó vui. Thì đúng là được nhờ những cái sự động viên của mấy anh chị với các bạn á, thì nó là một cái nguồn động lực để mà tôi mới làm clip chia sẻ với các bạn. Chứ nếu mà mình làm một cái công việc gì đó mà 10 người là hết 9 người chê rồi, 9 người phản đối rồi, thì mình đâu có cái tinh thần để rồi mình làm nữa. Tôi được cái tôi nhờ mấy bạn ủng hộ á, thành ra tôi cũng có cái động lực để tôi làm. Sáng sớm dậy lúc nào cũng vậy, cứ lay quay. Cái lịch của tôi á, tôi sống nói chung là mình sống cũng khá là nguyên tắc lắm. Tôi sáng á là tôi làm clip trong vòng khoảng không quá 30 phút ha. Xong rồi 30 phút còn lại là tôi tưới cây. Tưới cây rồi tôi tập thể dục gì đó. Tập thể dục vừa tưới cây luôn. Mình tưới cây mà không có dùng cái vòi nước đâu. Nó có cái hồ, nó có cái bồn nước trên đây nè. Cái mọi người nói ông bắt cái vòi nước vô ông tưới cho nhanh. Mà mắc cái gì mà ông cũng ngày nào ông cũng lấy cái gáo mà ông cái gáo 5 lít á, tôi xả vô trong một cái thùng. Xong rồi tôi lấy một cái gáo 5 lít cái tôi đi tưới vậy á. Cái nói không, tôi mục đích của tôi là tôi vừa chăm cây, tôi vừa tập thể dục. Đó như vậy chứ mình á thì bây giờ thì chủ yếu là tập thể dục là chính thôi, trong cái tập thể dục là chính thôi chứ
Còn cái đâu phải là nói là mình ngu dốt đến mức độ mình không biết tìm làm sao để cho nó tìm cái công việc cho nó nhẹ nhàng nhàng hạ hơn hay sao các bạn. Khi mà cái cây á, nếu mà cây này tôi đảo là cái dáng như thế này, các bạn thấy có lý không các bạn? À, bạn thấy ha, đảo là cái dáng này, hồi nãy nó lên cái dáng gì các bạn thấy kỳ cục không? Dáng kỳ cục không? Giờ tôi sẽ cho nghiêng cây lên vậy, tôi tạo cho cái dáng vậy. Cây này mình tạo cho cái dáng giống như là một cái dáng gió lùa các bạn ha. Rồi cứ duyệt như vậy đi ha, duyệt vậy đi. Rồi nhất là vậy. Rồi tôi sẽ đưa vô cái chậu này. Một lần nữa tôi cũng đưa vô cái chậu Việt Nam vẻ đẹp bất tận. Đưa vô chậu này, đưa vô chậu này. Đây cái này á, đây là cái chậu này tôi phái rồi. Lúc trước thì tôi chơi tôi không chú ý lắm, mà giờ tôi chơi tôi thấy cái chậu này được cái là để về nắng các bạn, nó cái men nó rất là tốt luôn á, đồng thời nó tốt lắm, tại vì cái này nó chịu nhiệt mà, người ta nấu nước mà. Các bạn thấy cái lỗ trà bá đây không nè, lỗ không, các bạn thấy tôi không, cái lỗ bự vậy nè, là người ta đặt một cái thiết bị mà nó đun nóng bằng điện á. Giờ tôi tháo ra rồi, nó chụp đây nè, thành ra có cái lỗ. Thì khi mà trồng chậu vô đây, tôi sẽ đẩy bớt cái lỗ lại để nó rớt đất hết. Giờ tôi sẽ bỏ đất vô, bỏ đất vô ha. Cây này là cây tương lai á, rồi để vài ngày nữa nó phát triển tốt xong rồi tôi lại chia sẻ tiếp tục, để chia sẻ với các bạn, bởi vì hôm nay chỉ như vậy thôi đủ rồi. Tôi một chương trình thì mình làm cái clip này trong vòng không quá 30 phút ha, nhiều quá các bạn sẽ bị đau đầu. Cái bộ đế á các bạn, khi mà chúng ta đang nuôi cây á thì các bạn đừng có quan trọng cái bộ đế, các bạn đưa bộ đế lên nhiều quá. Bộ đế cây á, các bạn có thể nắn bộ đế theo ý mình, ok, kéo bộ đế duỗi ra, không cho đế cuộn vào nhau. Để hôm nào tôi có cái mẫu á, tôi sẽ chia sẻ các bạn cách làm bộ đế. Có một số bạn thì thích chơi cái đế mà nhân tạo, mà các bạn làm đều tách như là cái đồng hồ á. Tôi là không thích đó, tôi lại thích nó có mang dáng dấp mà có một cái vẻ gì nó tự nhiên hơn, nó phá cách hơn chút xíu. Chứ còn mà đưa vô cái khuôn khổ giống như là công thức á, công thức thì tôi là không thích lắm. Như vậy tùy theo sở thích cá nhân của mỗi bạn ha. Đây cái liềm ha, các bạn biết cái sử dụng được không? Tôi đủ đồ chơi ha. Cái kiểu này mình thấy có lý hơn à. Đấy mấy cái này để tôi sửa sau, giờ tạm thời nó như vậy đi. Nay ngẫu hứng nói chuyện đời hơi nhiều, tâm sự đời tôi, tâm sự đời tôi. Ngày xưa ăn nhậu xong cái hát karaoke thương nhiều ngao đó, giờ hết hơi hát không nổi nữa, bởi vậy giờ thua hết hơi, còn hơi hám đâu nữa mà hát. Dạ bạn tôi nói sao ông lúc nào ông cũng than thở ông già, trời ơi già, nói già chứ già mà tự nhiên cái lúc nào cũng cho là mình trẻ mới là chuyện đáng nói. Tôi già, tôi nói tôi già chuyện bình thường thôi, già mà đừng cưa sừng làm nghé được. Tôi già rồi, tôi sẽ cắt giật cái cây này, tôi chỉnh tán là sao, bởi vì thời lượng chương trình nó cũng là khá dài rồi. Hiện tại thì hôm nay thì mình chỉ cần cũng là một cây này nó lên tự nhiên, rồi bắt đầu chỉ cần tôi ngửa nó lên một cái thôi là nó lại chuyển sang một cái kiểu dáng khác rồi ha. Úp xuống kiểu, ngửa lên kiểu, không khom cũng được kiểu, cái nào cũng được kiểu nè. Cái này là kiểu này, kiểu gì, kiểu khom nè, kiểu này kiểu gì khom luôn. Ủa sao kiểu nào cũng khom hết trời. Ủa cái này cũng khom luôn, ủa sao tôi khoái khom luôn, kiểu nào cũng khom hết trơn nè. Nói chuyện tào lao nữa, tới giờ nói chuyện tào lao. Khi mà thấy nói chuyện tào lao lúc đó dừng lại thôi, để nói quá chớn. Rồi, hôm nay là tạm thời là mình sẽ tạo được một cái dáng cơ bản cho một cái cây bonsai mà mình đã trồng rất là lâu rồi. Nhưng mà do mình là không biết là cái ý tưởng để mình tạo nên một cái tác phẩm cho nó ưng ý như hôm nay dưới một cái kiểu dáng như vậy là tôi cảm thấy được rồi đó. Nó cũng là tạm thời được rồi, tại vì kiểu dáng cơ bản này tôi cũng sẽ đi dây kẽm, là tôi uống công công là mấy cái này sao, có chuyện đó chuyện sau từ từ tôi sẽ làm. Hôm nay thì đến đây thôi, phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này.
Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.